Kính chào quý khán thính giả, hôm nay là ngày thứ ba, 3 tháng Giêng năm 2012. Chương trình phát hình của bản tin qua trình đốn gồm có phần tin đáng chú ý, phần nhận định của bình luận gia đại dương, bản tin đặc biệt từ Iowa với Nguyễn Văn Khanh và sau cùng là bản tin sinh hoạt cộng đồng từ South Carolina. Phần tin đáng chú ý được mở đầu với những tin sau đây. Iran khuyến cáo Hoa Kỳ hãy giữ cho tàu ở ngoài vùng vịnh. Cuộc chiến sẵn sàng khi các ứng cử viên Cộng hòa phấn đấu tìm sự ủng hộ tại Iowa. Ông Obama và Quốc hội bắt đầu năm mới bị bế tắc trong cuộc tranh cãi về đường ống dẫn dầu Keystone. Trước hết, kính mời quý khán thính giả theo dõi bản tin Iran khuyến cáo Hoa Kỳ hãy giữ cho tàu ở ngoài vùng vịnh. Một vị chỉ huy quân đội cao cấp của Iran khuyến cáo Hải quân Hoa Kỳ đừng di chuyển chiếc hàng không mẫu hạm vốn đã rời khỏi Vịnh Ba Tư trong lúc Iran tập trận để trở lại hải phận tạo thành phần lớn biên giới phía nam của Iran. Vị chỉ huy quân đội tên là Ayatollah Salehi cho biết trên hệ thống IRNA hôm nay rằng Iran sẽ có hành động không được nêu rõ nếu chiếc hàng không mẫu hạm này quay trở lại vùng vịnh. Chiếc USS John Stennis và một chiếc tàu hải quân Hoa Kỳ khác đã hướng ra khỏi vùng vịnh và xuyên qua eo biển Hormuz hồi thứ ba tuần trước sau khi viếng thăm Dubai. Bộ Tư lệnh Trung ương Hải quân Hoa Kỳ hiện chưa đưa ra lời bình luận tức thời nào về lời khuyến cáo của ông Salehi, hay cho biết thời gian di chuyển tới vị trí mới của chiếc hàng không mẫu hạm có liên hệ gì tới cuộc tập trận 10 ngày vừa chấm dứt hôm qua hay không. Lời khuyến cáo của Iran được đưa ra sau hơn một tuần lễ căng thẳng cao độ tại vùng vịnh do cuộc tập trận của nước Cộng hòa Hồi giáo này và một lời khuyến cáo trước đó từ chế độ này rằng bất cứ nỗ lực quốc tế nào để trừng phạt việc xuất cảng dầu hỏa của Iran cũng sẽ gặp phải sự phong tỏa eo biển Hormuz quan trọng. Có khoảng 40% số cung cấp dầu hỏa trên thế giới đều phải được chuyển qua eo biển này từ vịnh Ba Tư vào vịnh Oman và vào phần còn lại của thế giới. Lời đe dọa suông của Iran để phong tỏa eo biển bằng quân lực đã khiến cho Hoa Kỳ trách cứ mạnh mẽ với việc hạm đội thứ 5 nhất quyết sẽ bảo vệ đường vận chuyển tàu bè qua eo biển đó. Ông Obama kết thúc cuộc nghỉ lễ để chuẩn bị vận động tái tranh cử. Lưu ý tới cuộc vận động của năm 2012, Tổng thống Barack Obama đã kết thúc cuộc nghỉ lễ ở Hawaii vào ngày hôm qua và dự định nhanh chóng trở lại trước các cử tri của ông khi ông tăng cường cuộc vận động tái tranh cử. Tổng thống sẽ tổ chức cuộc nói chuyện trực tiếp trên mạng với những người ủng hộ ông ở Iowa vào tối hôm nay khi đại hội khai mạc. Vào ngày kế tiếp, ông Obama sẽ đi Cleveland để tham dự một sinh hoạt quan trọng về kinh tế. Các viên chức phụ tá của ông Obama nói rằng Tổng thống tìm cách đưa ra sự tương phản với những đối thủ Cộng hòa của ông trong chuyến đi Ohio vào ngày thứ Tư, vốn là một tiểu bang chắc chắn xác định yếu tố quan trọng trong cuộc vận động tranh cử của Tổng thống. Ông cũng sẽ trở lại Hoa Kỳ đương đầu với cuộc bàn cãi thêm về việc cắt giảm thuế lương bổng là một vấn đề đã chiếm mất những ngày cuối cùng của tháng 12. Các viên chức tòa bạch ốc cho biết việc gia hạn cắt giảm thuế là một vấn đề luật pháp cuối cùng phải làm trong chương trình hành động năm nay của ông Obama. Sách lược cho năm thứ tư trong nhiệm kỳ của ông sẽ chú trọng phần lớn vào hành động thuộc thẩm quyền hành pháp, vốn không cần sự chấp thuận của các nhà lập pháp khi ông tìm cách tách ra khỏi một quốc hội không được lòng dân. Cuộc chiến sẵn sàng khi các ứng cử viên Cộng hòa phấn đấu tìm sự ủng hộ tại Iowa. Sử dụng những ngôn từ gây gắt nhất cho tới nay, các ứng cử viên tổng thống thuộc đảng Cộng hòa đã đưa ra những cuộc tranh cãi kết luận vào một ngày trước kỳ đại hội tại Iowa để công kích Tổng thống Barack Obama như là kẻ gian trá nguy hiểm cho đất nước. Có không ít hơn 3 ứng cử viên tranh nhau cho vị thế hàng đầu và nhiều người Iowa chưa quyết định dứt khoát. Tại một trong những cuộc vận động tranh cử dễ thay đổi nhất trong lịch sử, ông Rick Santorum, cựu thượng nghị sĩ của Pennsylvania, bất ngờ gia tăng uy thế trong các cuộc thăm dò, đã lên tiếng trong cuộc tranh luận chót rằng ông đại diện cho những gì mà các đối thủ của ông không có, tức là khả năng đắc cử và những nguyên tắc bảo thủ. Các cuộc thăm dò tổng quát cho thấy ông Mitt Romney dẫn đầu về phía đảng Cộng hòa với hai ông Ron Paul và Santorum đứng ngay đằng sau ông. Trong khi ông Santorum đại diện cho cánh bảo thủ xã hội của đảng, hai ông Paul và Romney lại nghiêng nhiều hơn về cánh tự do và bảo thủ tài chính. Ông Paul thừa nhận rằng con đường của ông dẫn tới sự đề cử của đảng Cộng hòa là không chắc chắn. Ông Romney kiềm chế trước sự nhắm mục tiêu vào ông của các đối thủ để giữ thông điệp của mình được tập trung vào vị trí tổng thống đương nhiệm và viễn kiến kinh tế của ông cho Hoa Kỳ. Ông Rick Perry trong chặng dừng chân ở thành phố Seattle cáo buộc rằng ông Obama đã đưa đất nước vào con đường phá sản. Trong khi đó, ông Newt Gingrich có một lúc cũng thừa nhận rằng ông không nghĩ là mình sẽ thắng ở Iowa. Còn bà Michelle Bachmann đã tung ra những quảng cáo truyền hình mới tại Iowa hôm qua trong nỗ lực cuối cùng để thắng lại được sự ủng hộ. Sau đại hội ở Iowa, các ứng cử viên sẽ hướng về New Hampshire và South Carolina. Riêng cựu thống đốc John Huntsman của Utah không vận động tranh cử tại Iowa và bị đứng đằng sau trong các cuộc thăm dò cũng sẽ vận động tại New Hampshire.
ông Obama và Quốc hội bắt đầu năm mới bị bế tắc trong cuộc tranh cãi về đường ống dẫn dầu Keystone. Tổng thống Barack Obama và Quốc hội bắt đầu năm bầu cử bị bế tắc trong một cuộc tranh cãi về đường ống dẫn dầu dài 1.700 dặm được đề nghị từ Canada sang tới Texas, vốn buộc Tòa Bạch Ốc phải chấp nhận rủi ro chính trị để chọn lựa giữa hai nhóm cử tri dân chủ chính yếu. Một số nghiệp đoàn nói rằng đường ống Keystone XL sẽ tạo ra hàng ngàn việc làm. Còn các nhà môi sinh lại e ngại rằng đường ống này sẽ dẫn tới một tai họa dầu loang. Một đạo luật mà ông Obama ký duyệt ngay trước lễ Giáng sinh tạm thời gia hạn cắt giảm thuế lưng bổng đã bao gồm một điều khoản do phe Cộng hòa soạn ra, buộc ông phải đưa ra quyết định nhanh chóng về việc có nên xây đường ống dẫn dầu hay không. Chính phủ đã khuyến cáo rằng họ thà từ chối còn hơn là vội vã quyết định trong năm bầu cử. Đó là một đề nghị đầy nguy cơ cho ông Obama, là người đã hưởng được sự ủng hộ mạnh mẽ của các nghiệp đoàn và các nhà môi sinh trong kỳ thắng cử hồi năm 2008. Những nhà cổ võ môi sinh vốn đã bất mãn với việc ông không đạt tới một đạo luật về thay đổi khí hậu và quyết định của chính phủ đình hoãn áp dụng tiêu chuẩn thải khói mới, đã cho biết rõ ràng việc chấp thuận xây đường ống dẫn dầu sẽ làm mất nhiệt tình của họ dành cho ông Obama trong cuộc bầu cử vào tháng 11 sắp tới. Một số nhà quyên tặng thuộc khuynh hướng tự do đã dọa sẽ cắt đứt tài trợ cho cuộc vận động tái tranh cử của ông Obama để phản đối dự án đó, mà những người chống đối cho rằng sẽ vận chuyển dầu dơ đòi hỏi một số lượng khổng lồ về năng lượng để trích ra. Nếu bác bỏ đường ống này, ông Obama sẽ có nguy cơ mất sự ủng hộ của các nghiệp đoàn. Các viên chức cho biết họ cần có thêm thời gian để nghiên cứu lộ trình đường ống nhằm tránh khỏi vùng nhạy cảm môi trường Nebraska, là nơi cung cấp nước cho 8 tiểu bang. Một đơn kiện cho rằng Maryland không làm đủ để loại bỏ sự kỳ thị trong trường học. Hơn nửa thế kỷ sau khi tối cao pháp viện Hoa Kỳ loại ra ngoài vòng pháp luật sự kỳ thị trong nền giáo dục công lập, một tòa án sẽ phán quyết xem Maryland có làm đủ để yểm trợ cho những trường đại học công lập lịch sử dành cho những người da đen trong tiểu bang hay không. Một đơn kiện do một nhóm phần đông gồm các sinh viên và cựu sinh viên của các trường này được mang ra xét xử vào ngày hôm nay tại một tòa án liên bang ở Baltimore, cáo buộc rằng tiểu bang này đã nhiều lần không thực hiện lời hứa để loại bỏ sự kỳ thị của các trường học. Nhóm này cho rằng Ủy ban Giáo dục bậc cao của tiểu bang Maryland đã bỏ ra hàng triệu Mỹ Kim trong nhiều thập niên qua cho các viện đại học cổ truyền dành cho người da trắng để cung cấp những chương trình giáo dục gấp đôi những chương trình từ các trường đại học dành cho người da đen. Sự cung cấp trùng lắp đó đã gây khó khăn cho các trường dành cho người da đen mà cơ sở thường không được cập nhật như những trường dành cho người da trắng để tuyển và lưu lại những sinh viên xuất sắc cùng ban giảng huấn giỏi. Tiểu bang Maryland phủ nhận những cáo buộc đó và dự định chứng tỏ tại phiên xử rằng không có sự bất đồng trong việc tài trợ giữa 4 trường cao đẳng và đại học lịch sử dành cho người da đen và các viện đại học dành cho người da trắng. Kính thưa quý khán thính giả, sau đây kính mời quý vị theo dõi phần nhận định với bình luận gia Đại Dương. Đại Dương xin kính chào và cảm ơn quý vị đã đón xem chương trình bình luận. Đài Loan vào ngày 14 tháng 1 năm 2012 sẽ diễn ra một cuộc bầu cử quan trọng để vào ghế Tổng thống và Quốc hội. Như vậy, cuộc chạy đua này sẽ diễn ra giữa hai ứng cử viên quan trọng nhất của đảng Quốc đại là ông đương kim Tổng thống Mã Anh Cửu và một nữ ứng viên thuộc đảng cấp tiến, dân chủ cấp tiến của Đài Loan. Chúng ta đều biết đảng dân chủ cấp tiến trước đây do ông Tổng thống Trần Thủy Biển có chủ trương độc lập tách ra khỏi Trung Quốc. Đó là một cái gai mà Trung Quốc muốn nhổ. Và họ đã nhổ vào năm 2008 để trao lại cho Quốc dân đảng, tức là đảng của ông Mã Anh Cửu. Và từ đó thì ông Mã Anh Cửu đã ký nhiều cái hiệp ước có tính cách nghĩa là thỏa hiệp với Trung Quốc. Nhưng hiện nay cái uy tín của nữ ứng viên Tổng thống thuộc đảng Dân chủ cấp tiến gia tăng, khiến cho Bắc Kinh phải bắt đầu vận động làm thế nào để loại trừ bà ta ra khỏi cái cuộc đua. Và như vậy thì họ đi ra nhiều đường lối. Thứ nhất là họ đưa ra những cái lời hứa hẹn, những cái sáng kiến về kinh tế để ràng buộc Đài Loan vào với Bắc Kinh, và như thế để thu hút cái lá phiếu của người Đài Loan. Thứ hai là họ đe dọa nếu mà bất cứ ai lên làm Tổng thống Đài Loan mà không tôn trọng cái thỏa ước năm 1992
thì sẽ có thể dẫn tới chiến tranh. Cái thỏa ước đó cho rằng công nhận rằng Trung Quốc là một nước duy nhất, chỉ có một nước Trung Quốc thôi, nhưng mà cách diễn giải của hai bên khác nhau. Bắc Kinh coi như mình là người đứng đầu, là mình là chủ chốt và Đài Loan là phụ. Ngược lại thì Đài Loan nghĩ rằng một nước Trung Quốc là một nước gồm có các dân tộc với nhau và không có buộc phải để cái quyền lãnh đạo của Đảng Cộng sản hiện nay. Hai cái điều khác biệt như vậy. Cho nên vào ngày 15 tháng 12 vừa qua thì Trung Quốc đã bắn thử cái loại hỏa tiễn Đông Phương 21, là loại hỏa tiễn có khả năng để tiêu diệt các chiến hạm cũng như hàng không mẫu hạm. Và như vậy là một cái mối đe dọa. Thường thường qua mỗi cuộc bầu cử ở tại Đài Loan thì Trung Quốc luôn luôn tung ra những cái lời đe dọa và những cái hoạt động quân sự nhằm gia tăng cái áp lực đối với các cử tri. Như vậy lần này họ có thành công hay không thì chúng ta còn phải chờ. Nhưng mà có một điểm đặc biệt là nữ ứng cử viên của đảng cấp tiến lại không đi theo con đường cũ của ông Tổng thống Trần Thủy Biển cứng rắn đối với Trung Quốc, mà lại hòa dịu hơn và có vẻ cái tính cách thay đổi làm thế nào để cho nó phù hợp với cái thực tế. Như vậy có thể bà ta sẽ nhận được nhiều phiếu bầu hơn. Và đó là cái mối đe dọa mà Trung Quốc đang muốn trừ. Nhưng cái chuyện còn lại là dân Đài Loan sẽ quyết định ai sẽ là Tổng thống vào ngày 14 tháng 12 qua cái sự chọn lựa bằng lá phiếu của mình. Xin cảm ơn quý vị đã đón nghe. Kính thưa quý khán thính giả, chương trình phát hình của Bản tin Qua Trình Đốn xin tạm ngưng nơi đây. Xin quý vị vui lòng đừng rời máy. Bản tin Qua Trình Đốn sẽ trở lại ngay sau phần quảng cáo thương mại.